Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ một bác sĩ và chủ bệnh viện nhi hoạt động trái phép tại thủ đô New Delhi, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến cho 7 trẻ sơ sinh tử vong vào ngày 25 tháng 5 vừa qua. Hai người này bị bắt với cáo buộc ngộ sát. Theo cảnh sát, bệnh viện trên không có hệ thống thoát hiểm và giấy phép hoạt động đã hết hạn hồi tháng 3. Chủ bệnh viện đã tự ý tăng gấp đôi số giường được phép bố trí trong phòng bệnh lên 10 giường. Do đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ chủ cơ sở này. Trong khi đó, bác sĩ Akat là bác sĩ trực vào thời điểm xảy ra vụ cháy. Tuy nhiên, ông không có chuyên môn phù hợp để điều trị trẻ sơ sinh trong phòng chăm sóc tích cực. Lửa bùng lên tại bệnh viện chăm sóc trẻ sơ sinh ở khu vực Vivek Vihar tại thủ đô New Delhi vào tối ngày 25 tháng 5. Cơ quan cứu hỏa Delhi nhận định đám cháy lan rộng nhanh chóng vì nổ bình khí oxy. Cảnh sát đang điều tra thêm nghi vấn bệnh viện sử dụng hệ thống bơm bình oxy không đạt tiêu chuẩn an toàn. Lực lượng Houthi ở Yemen đã tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào 3 tàu chở hàng ở Ấn Độ Dương và Biển Đỏ, cùng với 2 tàu khu trục của Mỹ ở Biển Đỏ. Houthi khẳng định những phương tiện này đã bị tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái. Hiện vẫn chưa có báo cáo xác nhận các vụ tấn công từ các công ty vận tải biển quốc tế hay quân đội Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương và Biển Đỏ. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ tại Trung Đông CENTCOM cho biết, các lực lượng của Mỹ tại khu vực đã phá hủy một hệ thống bay không người lái trên Biển Đỏ, nghi là phóng đi từ khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Houthi đã liên tục sử dụng thiết bị bay không người lái và tên lửa tấn công các tàu thương mại trên tuyến vận chuyển quan trọng qua Biển Đỏ, qua eo biển Bab al-Mandab và Vịnh Aden kể từ tháng 11 năm ngoái, để thể hiện sự ủng hộ của lực lượng này đối với người Palestine trong cuộc xung đột với Israel tại dải Gaza. Tiến trình đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza đang đứng trước nguy cơ tiếp tục rơi vào bế tắc, khi phong trào Hamas đã tuyên bố sẽ không tham gia đàm phán sau vụ không kích của Israel vào một trại tị nạn ở Rafah trước đó một ngày. Nhiều nước cũng đã lên tiếng phản đối vụ không kích này của Israel. Nguồn tin của Hamas cho biết lực lượng này đã thông báo quyết định tạm dừng đàm phán với các trung gian hòa giải và Hamas chưa nhận được bất cứ thông báo chính thức nào từ Ai Cập và Qatar về việc nối lại đàm phán. Thông tin trên làm lu mờ hy vọng Hamas và Israel có thể sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi tù nhân để ổn định tình hình cuộc xung đột đã kéo dài gần 8 tháng qua tại Gaza. Liên quan đến cuộc không kích của Israel và trại tị nạn ở Rafah, các báo cáo mới nhất cho thấy vụ tấn công đã khiến ít nhất 45 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Vụ việc cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của nhiều nước. Bộ Ngoại giao Qatar nhấn mạnh cuộc tấn công của Israel có thể cản trở các nỗ lực hòa đàm, trong khi Ả Rập Xê Út mô tả đây là vụ việc vô cùng nghiêm trọng. Italia cũng cho rằng các hành động nhằm vào dân thường ở Gaza là không thể chấp nhận. Tại hội nghị lần thứ 8 về hỗ trợ tương lai Syria và khu vực diễn ra tại Bruxelles của Bỉ, Liên minh châu Âu EU đã cam kết tài trợ 2,12 tỷ euro tương đương với khoảng 2,3 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn 2024 và 2025. Khoản viện trợ này sẽ hỗ trợ người dân Syria ở cả trong và ngoài nước, cũng như các cộng đồng của họ tại Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Jordani và Iraq. Cuộc họp quy tụ các đại biểu từ các quốc gia thành viên EU, các nước láng giềng của Syria, các đối tác và các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hợp Quốc. Hội nghị đã nhắc lại nhu cầu về một tiến trình chính trị tại Syria phù hợp với nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sự cần thiết huy động hỗ trợ tài chính quan trọng để giải quyết những nhu cầu cấp bách nhất của người dân Syria. Tình hình ở Syria hiện đã nghiêm trọng hơn so với một năm trước và nhu cầu nhân đạo luôn ở mức cao nhất. Hiện 16,7 triệu người dân Syria đang cần hỗ trợ nhân đạo, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng. Con số này đại diện cho hơn 70% dân số Syria. Trong bối cảnh đó, EU tái khẳng định cam kết hỗ trợ 560 triệu euro trong năm 2024 cho người dân Syria, cũng như cho người tị nạn Syria và các cộng đồng chủ nhà dễ bị tổn thương ở Liban, Jordani và Iraq. Đặc biệt, EU cam kết 1 tỷ euro để hỗ trợ người tị nạn Syria và các cộng đồng chủ nhà dễ bị tổn thương tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, EU nhấn mạnh sẽ tiếp tục huy động tất cả các công cụ sẵn có để hỗ trợ người dân Syria đạt được giải pháp chính trị thông qua đàm phán, phù hợp với nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an, tạo ra điều kiện cho một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả người Syria. Ngoại trưởng các nước EU cùng những người đồng cấp Ả Rập cũng thảo luận về tình hình an ninh tại Trung Đông, cũng như cuộc xung đột tại Gaza. Chương trình xoay quanh việc hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước, cũng như khả năng EU tái khởi động sứ mệnh giám sát cửa khẩu Rafah, vốn tạm dừng từ năm 2007.
Ba Lan đã công bố chi tiết về lá chắn phía đông, một chương trình trị giá khoảng 2,55 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường khả năng phòng thủ dọc biên giới phía đông với Belarus và Nga. Warsaw kỳ vọng sẽ hoàn thành kế hoạch vào năm 2028. Kế hoạch lá chắn phía đông được Bộ Quốc phòng Ba Lan trình bày chi tiết, bao gồm kế hoạch xây dựng công sự, trung tâm và hệ thống viễn thông phối hợp với các đồng minh NATO ở sườn phía đông như Phần Lan, Estonia, Latvia và Litva. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, kế hoạch này tạo nên một hệ thống hành động phòng thủ và răn đe đối với các mối đe dọa từ bên ngoài EU. Hệ thống này cũng kết nối các hệ thống an ninh chung, đồng thời triển khai thêm các hệ thống trinh sát và chống máy bay không người lái hiện đại. Chính phủ tiền nhiệm của Ba Lan trước đó đã xây dựng một hàng rào ở biên giới Ba Lan và Belarus dài hơn 180 km và cao 5,5 mét để ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp, đồng thời bổ sung hệ thống camera và cảm biến giám sát biên giới. Triều Tiên xác nhận nỗ lực mới nhất nhằm đưa vệ tinh do thám vào quỹ đạo đã thất bại sau khi vật thể này đã phát nổ giữa không trung trong lần bay đầu tiên, nghi do trục trặc động cơ. Phân tích ban đầu của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên NATA cho thấy là nguyên nhân khiến cho vụ phóng thất bại là do động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng mới được phát triển. Nhưng các nguyên nhân khác cũng đang được điều tra. Các quan chức Hàn Quốc và Nhật Bản trước đó xác nhận là vụ phóng vệ tinh trinh sát của Triều Tiên dường như đã thất bại. Vào tháng 12 năm 2023, Triều Tiên tuyên bố sẽ đưa thêm 3 vệ tinh trinh sát quân sự lên quỹ đạo trong năm 2024, chỉ một tháng sau khi phóng thành công vệ tinh đầu tiên. Các vệ tinh trinh sát sẽ giúp Bình Nhưỡng nhận được cảnh báo sớm hơn bình thường nếu xảy ra các đòn tấn công từ phía Hàn Quốc và từ phía Mỹ. Hội đồng châu Âu vừa thông qua một quy định thiết lập khuôn khổ các biện pháp nhằm củng cố hệ sinh thái sản xuất công nghiệp không phát thải của Liên minh châu Âu EU, được biết đến nhiều hơn với tên gọi là đạo luật công nghiệp không phát thải. Đây là bước cuối cùng trong quy trình ra quyết định. Theo các quan chức của EU, đạo luật sẽ thúc đẩy triển khai các công nghệ không phát thải cần thiết để đạt được mục tiêu khí hậu của EU, củng cố vị thế dẫn đầu của khối trong lĩnh vực công nghệ xanh, đồng thời giúp tạo ra tăng trưởng và việc làm trong EU. Tiến trình hướng tới các mục tiêu của đạo luật sẽ được đo lường bằng hai tiêu chí là năng lực sản xuất các công nghệ không phát thải ròng như là pin mặt trời, tua bin gió, máy bơm nhiệt và việc tăng thị phần của EU đối với các công nghệ này lên 15% tổng sản lượng thế giới vào năm 2040. Sau khi được Chủ tịch Nghị viện và Chủ tịch Hội đồng châu Âu ký thì đạo luật sẽ được công bố trên công báo chính thức của EU và có hiệu lực vào ngày công bố. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh tiến độ đàm phán và đạt được thỏa thuận mang tính bước ngoặt về việc phòng chống và ứng phó với đại dịch trong tương lai. Phát biểu khai mạc khóa họp Đại hội đồng Y tế Thế giới WHO tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng giám đốc WHO đã bày tỏ tin tưởng rằng một thỏa thuận sẽ sớm được ký kết sau khi các cuộc thương lượng đã không cán được đích vào thời hạn chót sau 2 năm rưỡi đàm phán. Theo ông, tiến trình đàm phán gặp nhiều khó khăn do tính chất phức tạp về mặt kỹ thuật, pháp lý và chính trị, bên cạnh khung thời gian vô cùng gấp rút. Ông nhấn mạnh dù chưa đạt được thỏa thuận, song các nước đều thể hiện sự nhất trí, quyết tâm xây dựng thỏa thuận về ứng phó với đại dịch trong tương lai. Dự kiến trong 6 ngày diễn ra hội nghị đến ngày 1 tháng 6, các nhà đàm phán sẽ trình bày kết quả đàm phán về thỏa thuận này trước WHO, sự kiện có sự tham gia của 194 nước thành viên của WHO. Thưa quý vị, thành phố Adelaide là thủ phủ và thành phố lớn nhất của bang Nam Australia. Cùng với nhịp sống bận rộn, giá nhà và số lượng căn hộ ở đây trở thành thách thức lớn đối với nhiều gia đình mong muốn có một chỗ an cư lạc nghiệp. Trong khi đó, có một thực tế trớ trêu là số lượng văn phòng trống tại Adelaide lại quá thừa thãi. Vậy là chính quyền địa phương đã nêu ra một giải pháp, đó là biến những không gian văn phòng trống trở thành căn hộ để xoa dịu tình trạng thiếu nhà ở trầm trọng. Và câu chuyện này sẽ đến trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi. Người dân sống ở Adelaide, Australia đã quen với việc nhìn thấy những biển hiệu cho thuê này trên mặt tiền của các tòa nhà thành phố. Những văn phòng này vẫn trống rỗng, trong khi nhiều người dân địa phương đang gặp khó khăn trong việc tìm chỗ ở trong thị trường cho thuê nhà hạn hẹp nhất ở Australia. Và bây giờ, một tòa tháp văn phòng mới sắp được xây dựng ở trung tâm thành phố. Mặc dù có những công trình mới là điều tốt, nhưng có vẻ thật lãng phí nếu chúng ta không tận dụng tài sản cũ sẵn có. Theo Hội đồng Bất động sản Australia, gần 1/5 văn phòng ở Adelaide hiện không được sử dụng. Trong một quá trình được gọi là tái sử dụng thích ứng, thị trưởng thành phố Adelaide đang kêu gọi chuyển đổi một số văn phòng trống thành căn hộ dân cư.
Chúng tôi đã xác định được khoảng 150 văn phòng mà chúng tôi cho rằng có tiềm năng chuyển đổi thành nhà ở. Tuy nhiên, có một số ý kiến cảnh báo rằng việc chuyển văn phòng thành căn hộ không đơn giản và có khả năng đối mặt với không ít thách thức. Có một số rào cản chống lại kế hoạch chuyển đổi này, nhưng không phải là rào cản của chính phủ, mà là trở ngại về kỹ thuật và tài chính. Thách thức thực sự lớn là tìm ra văn phòng thích hợp để chuyển đổi thành nhà ở, một tòa nhà có chiều cao, diện tích và vị trí phù hợp. Hội đồng Bất động sản ở Australia cũng cho biết việc chuyển đổi văn phòng sẽ gặp nhiều trở ngại pháp lý hơn và chi phí cao hơn cho các nhà phát triển. Cho dù là cải thiện nguồn cung văn phòng hay bắt tay vào giải quyết thách thức lớn trong việc chuyển đổi văn phòng cũ thành nhà ở, thì môi trường hiện tại trong thành phố không quá thuận lợi và phải đối mặt với rủi ro. Theo thị trưởng thành phố Adelaide, Australia, một số thống kê tài chính cho biết giá văn phòng đang tăng lên nhưng không phải với tất cả các tòa nhà. Do đó, bà vẫn tin tưởng vào kế hoạch chuyển đổi văn phòng cũ thành nhà ở vẫn có thể thực hiện được, góp phần cải thiện đời sống người dân Adelaide.